Xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Mình là 46 giờ mình đây và hôm nay mình sẽ đi tìm mình sẽ hướng dẫn các bạn chỗ mua cái bong bóng nước để đi xuống đánh thuyền ma nha. Ok, giờ mình sẽ trước hết mình sẽ quay 5 trái quỷ. Thôi cỡ 6 trái là được rồi, 6 trái quỷ nha, mình còn dư có 15 game mà. 6 cái quỷ coi có được cái gì nó mình ăn vô cho nó VIP. Chỗ mua bong bóng nước thì nó sẽ bên khu vực đảo Lâu Lâu của con Kaido nha. Không ra trái rare luôn mà toàn là trái của mình thôi. Không ra, toàn là in của mình với của mình, không ra legend luôn. Trái cuối. Cuối cho ra re cũng được. Ui, lại ra con mình. Thôi, giờ mình sẽ đi qua chỗ đó nha. Qua chỗ mua bong bóng nước nha. Thì mình mua bong bóng nước là để sau này để đánh thuyền ma. Thuyền ma thì sẽ ở dưới cái đảo, cái thuyền ma sẽ spam giống như là giống kiểu giống của con Seabiss á. Nhưng mà thuyền ma thì spam 4 tiếng, còn Seabiss thì spam 1 tiếng thôi. Mà nó rất là khó để đánh, chắc là phải đánh chung rồi. Hay là mình uống nước xong rồi, sau đó nếu mà server có spam thì mình sẽ đánh luôn. Đây, nó ở bên này. Đảo level 3025 nha. Mình nhớ không nhầm thì như nó ở đằng bên này thì phải. Tôi cũng chẳng nhớ rõ nên như nó bên này. Đó hình như đi tìm. Đi tìm đi. Cái đó đi tìm luôn. Giờ đi tìm. Hình như phải mua với giá tiền là bao nhiêu ấy. Mình nghĩ chắc là cỡ 5 triệu. Khá là mắc. Ý, sao không thấy nhỉ? À. À đây nè, thằng gì màu xanh xanh đó đây nè. Rồi, nó bảo là nó có một cái accessory bán cái gì tên là Bundus hay sao á, cái giá là 5 triệu nha. Ok, mua. Check your inventory. Ở đây nè. Rồi, đừng thử đi xuống nước xem mọi chuyện nha. Ui, các bạn nhìn nè, không mất máu nha. Ui, không mất máu. Rồi, quá ngon luôn. Thành với các bạn nha, đây là tất cả của video ngày hôm nay. Hãy đón chờ những video tiếp theo của mình. Hãy nhớ like và subscribe cho kênh mình nha.